Xin chào quý anh chị, hôm nay em sẽ quay video về toàn cảnh khách sạn Đích Làm Sao nằm trên khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Khách sạn này được đầu tư và xây dựng bởi tập đoàn Đích. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, rất to và đẹp. Đây, em đang đi ở ngoài đường để review về khách sạn. Cây hơi nhiều cho nên bị che mất khách sạn. Đây, ra đây thoáng hơn rồi ạ. Đây, toàn cảnh khách sạn rất là to ạ. Nó mắc cây nhìn không được rõ lắm, tí mình nhìn ở phía sau ấy, nó sẽ rõ hơn. Khách sạn này sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện lớn của tỉnh ở đây ạ, vì nó là khách sạn 5 sao và rộng. Anh chị ai có nhu cầu mà tổ chức sự kiện đến đây thì mình có thể đến đây tổ chức được ạ. Phía dưới sẽ có tầng hầm phòng karaoke đẹp lắm ạ. Vâng, bên cạnh này là khu villa. Khu này là một dãy biệt thự liền kề cho khách hàng thuê ngắn hạn và dài hạn. Khách sạn này thì thường là có 3 phòng ngủ, có bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, các thứ đầy đủ hết ạ. Khách sạn bên khu villa này thì khách hàng thuê rất là nhiều, cho nên ai có nhu cầu thuê thì mình phải đặt trước, vì phòng trống thì không có nhiều, thi thoảng mới có phòng trống thôi ạ. Cho những khách hàng người Hàn Quốc hoặc là Hà Nội lên đây thuê nghỉ dưỡng ạ. Vâng, đây là mặt sau của khách sạn. Đây là diện tích có một cái hồ điều hòa rất là lớn, chắc khoảng chừng hơn 3 hecta. Hồ thì mặt nước này là nước chảy ạ, chảy nước chảy ra ngoài đầm Vạc. Đây ạ, mặt sau của khách sạn và mặt sau của khu villa rất là đẹp, thoáng và mát.